Xin chào quý vị và các bạn. Do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục vắt ngang qua khu vực Bắc Bộ, nên đêm qua và sáng sớm nay, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 4 tháng 8 đến 7 giờ ngày 5 tháng 8 như sau. Tại khu vực Yên Châu, Sơn La là 57mm, Trùng Khánh, Cao Bằng 54mm, tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 57mm và cá biệt tại Ba Vì, Hà Nội, lượng mưa còn lên tới 113mm. Dự báo trong ngày hôm nay, giải hội tụ vẫn tiếp tục hoạt động. Vì vậy, Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Do vẫn còn có mưa nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở miền Bắc không cao. Mức nhiệt cao nhất ở ngưỡng từ 28 đến 31 độ. Trong khi đó, ban đêm, nhiệt độ chỉ ở ngưỡng từ 22 đến 25 độ. Thủ đô Hà Nội nằm trong vùng chịu ảnh hưởng mạnh của giải hội tụ nhiệt đới và đới gió Đông Nam. Vì vậy, trong ngày hôm nay, Hà Nội tiếp tục có mưa, mưa rào và dông, mưa rải rác và ngắt quãng thành từng đợt trong ngày. Thời gian mưa tập trung chính vào sáng sớm, chiều và tối là những khung giờ giao thông cao điểm trong ngày. Do vậy, quý vị nên chủ động đi làm, đi học sớm trước 15 đến 30 phút để phòng tình trạng ngập úng và tắc đường. Cũng do có mưa mà nền nhiệt trong ngày khá mát mẻ, với mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay chỉ khoảng là 31 độ. Còn về tối và đêm nay, nhiệt độ ở Hà Nội ở mức thấp 25 độ, trời mát cả ngày lẫn đêm. Đến với miền Trung, các tỉnh miền Trung nằm ở rìa phía nam của giải hội tụ nhiệt đới, vì thế ở đây có mưa rào và dông rải rác, tập trung chủ yếu vào thời điểm chiều tối. Còn vào ban ngày, thời tiết chủ đạo là ít mưa, trời nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày, từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế và từ Đà Nẵng cho tới Bình Thuận đều phổ biến ở ngưỡng từ 32 đến 34 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Cụ thể tại Đà Nẵng, trong ngày và đêm hôm nay, trời tiếp tục không mưa, có nắng với một chút nhiệt vừa phải, từ khoảng 33 đến 34 độ. Ngưỡng nhiệt có khả năng gây ra tình trạng oi bức nhẹ về trưa và chiều. Dù thời tiết tương đối thuận lợi, nhưng trong điều kiện dịch COVID-19 đang còn diễn biến phức tạp, người dân vẫn nên tuân thủ yêu cầu giãn cách của thành phố, hạn chế ra ngoài, không tập trung đông người, cùng với các ngành chức năng chung tay đẩy lùi dịch COVID-19. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh. Vì thế, trên cả hai khu vực tiếp tục có mưa rào và dông nhiều nơi. Riêng thời điểm chiều tối và đêm có mưa dông lượng khá, nên nguy cơ cao có thể kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh nguy hiểm. Người dân cần hết sức lưu ý đề phòng. Nằm trong vùng ảnh hưởng đó, tại thành phố Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay cũng sẽ có mưa rào và dông, thậm chí là mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Những cơn mưa dông xuất hiện từ 13 đến 14 giờ chiều và kéo dài đến cả đêm. Trong đó khoảng thời gian từ 16 đến 18 giờ chiều là quãng thời gian cường độ mưa lớn nhất. Vì vậy, người dân ở đây cũng cần phải đề phòng tình trạng ngập úng, tắc đường và đúng giờ tan tầm. Còn về nền nhiệt ngày ở thành phố Hồ Chí Minh cũng không cao, chỉ trong khoảng là từ 31 đến 32 độ vào ban ngày và từ 24 đến 25 độ vào tối và đêm. Do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục vắt ngang qua khu vực Bắc Bộ, cho nên đêm qua ở Bắc Bộ đã có mưa rào và dông ở nhiều nơi, trong đó có nhiều điểm mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 30 cho đến 60mm, có nơi cao hơn. Trong ngày hôm nay, giải hội tụ vẫn tiếp tục hoạt động. Sau đó, từ đêm trở đi cho đến ngày 8 tháng 8, sẽ thiết lập một hình thái gây mưa khác, đó là rãnh áp thấp có trục Tây Bắc Đông Nam kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, hình thành ngay trên khu vực Bắc Bộ. Vì vậy, không chỉ hôm nay mà kéo dài cho tới thứ Bảy cuối tuần, mùng 8 tháng 8, Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi có mưa rất to và dông. Riêng khu vực Đông Bắc và Việt Bắc có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và cả gió giật mạnh. Do vẫn còn có mưa cho nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở miền Bắc không cao. Ban ngày nhiệt độ ở ngưỡng từ 28 đến 31 độ. Trong khi đó ban đêm nhiệt độ chỉ ở ngưỡng 22 đến 25 độ. Các tỉnh miền Trung nằm ở rìa phía nam của giải hội tụ nhiệt đới. Vì thế, ở đây có mưa rào và dông rải rác, tập trung chủ yếu vào thời điểm chiều tối. Còn ban ngày, thời tiết chủ đạo là ít mưa, trời nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Bình Thuận, phổ biến ở ngưỡng từ 32 cho đến 34 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Còn khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên trong ngày hôm nay tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh. Chính vì thế, trên cả hai khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông ở nhiều nơi. Riêng thời điểm chiều tối và đêm có mưa dông lượng khá, nên nguy cơ cao có thể kèm theo lốc sét và gió giật gây nguy hiểm. Nhiệt độ trong ngày mai ở các tỉnh phía Nam không cao, hầu hết đều chỉ khoảng từ 27 cho đến 30 độ. Thậm chí ở Đà Lạt nhiệt độ cao nhất ngày cũng chỉ ở mức 21-22 độ mà thôi.
Cụ thể ngày hôm nay thời tiết trên các đô thị lớn sẽ được dự báo như sau. Thưa quý vị, với thủ đô Hà Nội cũng như khu vực đồng bằng Bắc Bộ là vùng chịu ảnh hưởng mạnh của giải hội tụ nhiệt đới và đới gió Đông Nam. Vì vậy, trong ngày hôm nay, Hà Nội và hầu khắp các tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông. Trong đó, thời điểm mưa lớn nhất sẽ là khoảng chiều và đêm nay. Những cơn mưa lớn xuất hiện vào giờ tan tầm có khả năng gây ra tình trạng ngập úng và tắc đường. Nhưng bù lại, mưa dông lại làm cho nền nhiệt độ ban ngày ở Hà Nội mát mẻ, với mức nhiệt độ cao nhất trong hôm nay chỉ khoảng 31 độ. Còn về tối và đêm nay, nhiệt độ ở Hà Nội ở mức thấp 25 độ, trời mát mẻ cả ngày lẫn đêm. Tương tự như thủ đô Hà Nội, ngày hôm nay thành phố Việt Trì cũng chịu ảnh hưởng của giải thời tiết xấu. Vì thế, trong ngày, những cơn mưa có thể xảy ra bất chợt. Trong đó, thời điểm có khả năng xuất hiện mưa vừa đến mưa to, thường tập trung vào chiều tối và đêm. Mưa xuống sẽ giúp cho nền nhiệt độ ở Việt Trì trong ngày hôm nay khá dễ chịu, với mức nhiệt độ cao nhất ngày không vượt quá 30 độ. Tuy nhiên, mưa sẽ khiến cho đường xá trở nên trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Vì vậy, khi tham gia giao thông, quý vị nên hạn chế tốc độ, chú ý quan sát để tránh va chạm đáng tiếc có thể xảy ra. Đến với thành phố Đà Nẵng, trong ngày và đêm nay, trời tiếp tục không mưa, có nắng với một mức nhiệt vừa phải, từ 33 đến 34 độ. Ngưỡng nhiệt có khả năng gây ra tình trạng oi bức nhẹ về trưa và chiều. Dù thời tiết tương đối thuận lợi, nhưng trong điều kiện dịch bệnh COVID đang hoành hành, chúng ta vẫn nên tuân thủ yêu cầu cách ly của thành phố và hạn chế đi ra ngoài, tiếp tục giãn cách và không tập trung đông người. Chịu tác động của gió mùa Tây Nam đang trong thời kỳ hoạt động mạnh. Vì thế, trong chiều, tối và đêm nay, hầu khắp Tây Nguyên cũng như thành phố Đà Lạt tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông. Thậm chí còn có khả năng là mưa vừa mưa to. Trong đó, mưa dông mạnh xuất hiện chủ yếu trong khoảng thời gian từ 15 giờ chiều và kéo dài cho đến khoảng 20 giờ tối. Từ sau 20 giờ, mưa sẽ có xu hướng giảm dần. Nền nhiệt độ trong ngày dao động trong khoảng từ 16 đến 22 độ. Tương tự như Tây Nguyên, hôm nay thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành Nam Bộ trong chiều và tối nay tiếp tục xảy ra mưa rào và dông, thậm chí là mưa vừa mưa to và dông mạnh. Những cơn mưa dông xuất hiện từ 13-14 giờ chiều và kéo dài đến cả đêm. Trong đó khoảng thời gian từ 16 giờ đến 18 giờ là quãng thời gian cường độ mưa lớn nhất. Còn về nền nhiệt ngày ở thành phố Hồ Chí Minh cũng không cao, chỉ khoảng 31-32 độ. Với thành phố Cần Thơ và các tỉnh miền Tây Nam Bộ là những nơi chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của gió mùa Tây Nam, cho nên mưa sẽ xuất hiện từ sớm và kéo dài cho đến chiều tối và đêm. Mưa sớm không chỉ gây ra tình trạng ngập úng mà còn kéo theo nguy cơ về tình trạng lốc xoáy cũng như gió giật mạnh. Cùng với đó là nền nhiệt độ cao nhất ngày chỉ khoảng 29-30 độ. Dự báo tình trạng mưa của gió Tây Nam mạnh tại Cần Thơ và các tỉnh Nam Bộ sẽ còn duy trì liên tục từ nay cho đến khoảng ngày 8 tháng 8.